Bạn và tôi đều mong ước bản thân có một sức khỏe tốt, một trái tim rắn giỏi để yêu thương. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó. Và thực tế, bệnh lý tim mạch đang trở thành gánh nặng y tế toàn cầu, dự báo sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh dân số thế giới đang già hóa. Hiện nay, tình trạng số người mắc bệnh tim mạch tại Việt Nam tăng nhanh, trong khi công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân còn bộc lộ những thiếu sót nhất định. Theo đánh giá của Bộ Y tế, trình độ đào tạo nhân lực y tế hiện nay còn chưa được như mong muốn. Chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên sâu cho các bác sĩ tim mạch để mang tới những trái tim khỏe mạnh cho bệnh nhân. Với mong muốn đó, Hội Tim Mạch Học Việt Nam đã hợp tác với Văn phòng Merck, đồng hành tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục concept từ năm 2016 đến năm 2018. Chương trình đã góp phần thu hẹp mọi khoảng cách giữa cơ sở khám và điều trị các bệnh lý tim mạch thường gặp trong cộng đồng như tăng huyết áp, bệnh động mạch vành và suy tim. Với ý nghĩa thiết thực của mình, sau 3 năm triển khai, chương trình đã thu hút đông đảo các bác sĩ tham dự, cụ thể như tổ chức thành công được 12 lớp, cấp chứng chỉ cho 2.000 bác sĩ đến từ 20 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, góp phần quan trọng trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn cho các bác sĩ điều trị bệnh lý tim mạch tại Việt Nam. Qua một cái thời gian 3 năm vừa qua thì chúng tôi là những người trực tiếp có liên quan tới cái chương trình này thì chúng tôi cảm thấy đây là một chương trình thực sự có hữu ích, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của các đồng nghiệp của chúng tôi là các bác sĩ tim mạch ở các tuyến, được trang bị cập nhật thêm những các cái kiến thức trong cái công cuộc phòng chống các bệnh lý tim mạch mà hiện nay đang gia tăng rất là nhanh chóng. Đây cũng là một cái chương trình mang lại rất là nhiều các cái ý nghĩa khác, bởi vì không phải ai trong số tất cả các bác sĩ thực hành ở các tuyến, ở các bệnh viện cũng có điều kiện để đi ra nước ngoài hoặc là cập nhật được các cái hội nghị lớn hoặc là đi ra được các cái chương trình hội thảo truyền thống của chúng ta vẫn tổ chức ở các cái tỉnh hoặc là của hội mấy năm chúng ta mới tổ chức một lần. Mà đây là một cái chương trình concept mà bên Merck cùng với Hội Tim Mạch đã tổ chức được nhiều hội thảo ở nhiều các địa phương, nhiều các tỉnh khác nhau, giúp cho các bác sĩ ở các địa phương cũng có cơ hội tiếp cận với các cái kiến thức mới một cách bài bản. Là một bác sĩ tim mạch thì tôi thấy việc tham gia các chương trình đào tạo liên tục và cập nhật kiến thức y khoa là vô cùng quan trọng. Đặc biệt nó đã được tổ chức và bảo trợ bởi một hội rất uy tín, đó là Hội Tim Mạch Việt Nam. Để tiếp tục nhân rộng và phát triển, việc làm ý nghĩa của chương trình đào tạo y khoa liên tục concept ngày 8 tháng 2 năm 2019, Hội Tim Mạch Học Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 với Văn phòng Merck. Điều này đã thể hiện những quyết tâm và cam kết mạnh mẽ giúp cung cấp kiến thức chuyên khoa cho các bác sĩ tim mạch, mang tới những trái tim khỏe mạnh cho bệnh nhân. Chương trình đào tạo liên tục New Concept từ năm 2019 đến năm 2021 đã đề ra các mục tiêu lớn như tổ chức thành công 15 lớp đào tạo trên 40 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước với các báo cáo viên quốc tế, đặc biệt ưu tiên những tỉnh thuộc vùng sâu, vùng xa. Chương trình sẽ thu hút được 3.000 bác sĩ tham dự các khóa đào tạo offline và 1.000 bác sĩ tham dự các khóa đào tạo online. Với khát vọng thắp sáng tri thức cho hàng ngàn bác sĩ tim mạch ở Việt Nam, mang tới những trái tim khỏe mạnh cho bệnh nhân, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, lan tỏa, sẻ chia tri thức tới các bác sĩ. Cùng song hành với họ thắp sáng, nối dài sự sống cho nhiều hơn những bệnh nhân tim mạch. Sống là yêu thương, là trao gửi những điều ý nghĩa. Hãy cùng Hội Tim Mạch Học Việt Nam và Văn phòng Merck hiện thực hóa giá trị nhân văn này.